Như vậy, gần như vào tháng 3 này, tại sự kiện MWC 2015, gần như chắc chắn rằng Samsung sẽ giới thiệu một trong hai thiết bị flagship tiếp theo sau Galaxy S5, Note 4 và Note S đã được ra mắt. Rất nhiều tin đồn và giả thiết được đưa ra về sản phẩm này, làm người hâm mộ Samsung đứng ngồi không yên. Và trong video này thì D-Channel sẽ gửi đến các bạn tất cả những thông tin tổng hợp đáng tin cậy nhất về phần cứng cũng như sức mạnh xử lý của flagship mới nhất đến từ Samsung, chính là chiếc Galaxy S6 cho tất cả mọi người đang quan tâm. Các bạn đang theo dõi video tại D-Channel, kênh video công nghệ chính thức của di động thông minh. Các bạn có thể truy cập website didongthongminh.vn để tham khảo thêm những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Đầu tiên là về thiết kế thì đây sẽ là thông tin mà rất nhiều người dùng đang quan tâm. Theo những bức ảnh được rò rỉ mới nhất trên Phone Arena thì đây có lẽ chính là mặt trước của sản phẩm Galaxy S6. Và dùng với truyền thống thì các đường nét bo tròn quen thuộc vẫn xuất hiện trên siêu phẩm này. Phía dưới hứa hẹn sẽ là phím home vật lý tích hợp cảm biến vân tay giống như trên Galaxy S5, cùng hai phím back và phím menu quen thuộc. Hy vọng thì cảm biến vân tay mới này sẽ có thêm những cải tiến về cách sử dụng cũng như độ nhạy so với những sản phẩm trước đó để tiện lợi hơn cho người dùng trong quá trình sử dụng. Phía trên thì cũng giống như các sản phẩm khác sẽ là logo Samsung, cụ cảm biến và camera trước. Tổng thể mặt trước của Samsung Galaxy S6 có vẻ như không có gì quá nổi bật và phá cách so với những sản phẩm trước đây của họ, đặc biệt là những thiết bị viền kim loại mới được ra mắt. Tuy nhiên phần mặt lưng của máy mới là điểm nhấn nổi bật và giúp Galaxy S6 có thể trở nên ấn tượng hơn. Với bức ảnh phần khung nhôm được rò rỉ này thì có vẻ đây sẽ là một sản phẩm đầu tiên của Samsung được trang bị mặt lưng nguyên khối bằng kim loại, khác hoàn toàn với việc chỉ gia công phần viền và sau đó sử dụng mặt lưng bằng nhựa. Việc toàn bộ máy được làm bằng kim loại thì giúp cho sản phẩm đầm tay và có độ bền tốt hơn cũng như tính thẩm mỹ sẽ cao hơn. Và đi kèm với đó là sự sang trọng mà Samsung muốn mang lại cho sản phẩm flagship mới này. Ngoài ra, một số hoa văn họa tiết nhỏ được in chìm sẽ được thiết kế ở phía trên và phía dưới của phần mặt sau. Và chắc chắn các công nghệ như cảm biến đo nhịp tim cũng như loa ngoài với chất lượng âm thanh ấn tượng sẽ vẫn được trang bị trên Galaxy S6. Như vậy, về tổng thể thì Galaxy S6 sẽ có hình thức bo tròn các cạnh khá nhiều, mặt trước không có sự đột phá, tuy nhiên mặt lưng sẽ được gia công hoàn toàn bằng kim loại và nguyên khối sẽ giúp cho Galaxy S6 ấn tượng và độc đáo hơn. Và những tin đồn về hiệu năng, ngoài thiết kế thì vô tình trên ứng dụng đo sức mạnh hiệu năng của AnTuTu có xuất hiện một thiết bị lạ và đi kèm thông tin phần cứng. Theo những bức ảnh chụp này thì trong ứng dụng AnTuTu Benchmark, thiết bị lạ của Samsung với tên mã là SMG925F được chạy trên phiên bản hệ điều hành Android 5.0 Lollipop lúc xuất xưởng, sử dụng một CPU Exynos 7420 8x64 bit do chính Samsung phát triển với nền tảng GPU Mali T760 tích hợp. Như vậy chúng ta có thể thấy thì con chip mới này sẽ mạnh hơn của con chip được trang bị trên Galaxy Note 4 cũng như Note S. Và theo như điểm số dò rỉ được từ trình đo Geekbench Pro thì CPU sẽ chạy ở xung nhịp 1.5GHz với điểm số đơn nhân là 1.520 điểm và số điểm đa nhân lên tới 5.478 điểm. Tuy nhiên thì mình nghĩ đây chỉ là xung nhịp của 4 nhân Cortex A53 chuyên xử lý các tác vụ nhẹ, còn 4 nhân xung nhịp Cortex A57 sẽ xử lý các tác vụ nặng. Màn hình của máy thì gần như sẽ chắc chắn vẫn là độ phân giải 2K và đương nhiên sẽ là tấm nền Super AMOLED như truyền thống. Và ở bức ảnh thông số rò rỉ thì máy có camera trước là 5MP cùng camera sau lên tới 20MP mới của Samsung và hứa hẹn sẽ là cuộc đột phá mới về chất lượng hình ảnh chụp. Bên cạnh đó thì máy vẫn có thể được trang bị RAM 3GB và bộ nhớ trong là 32GB, tuy nhiên rất có thể sẽ không hỗ trợ khe cắm thẻ như ngoài bởi sản phẩm được thiết kế nguyên khối với vỏ nhôm đằng sau. Như vậy, từ những thông tin rò rỉ về thiết kế với phần nắp lưng bằng kim loại nguyên khối cùng camera 20MP, CPU 8x64 bit mới, hứa hẹn Galaxy S6 sẽ là sản phẩm bom tấn mới, sẽ làm lu mờ iPhone 6 hay 6 Plus cùng với các flagship của các hãng khác. Bên cạnh siêu phẩm Galaxy S6 thì cũng có tin đồn Samsung sẽ cho ra mắt một sản phẩm tương tự, có thể là Galaxy Note S phiên bản thứ hai với hai cạnh cong ở hai viền thay vì chỉ là một cạnh như hiện tại. Và D-Channel sẽ liên tục cập nhật các thông tin về những mẫu máy hàng đầu này của Samsung. Nếu cảm thấy video ích thì các bạn đừng quên like Facebook và subscribe D-Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.